lên cho anh em máy CT 110 Dalim. Máy 110 không hơi. Tình trạng là máy đã xe kho Dalim Hàn Quốc về, bán bao zin không lay đồ, đúng máy Dalim Hàn Quốc ha. Chưa sử dụng tại Việt Nam. Cái máy này mình bán giá 4.3 nha anh em. Đó, chắc máy như hình. Đó, lốc là sơn zin toàn bộ nha. Đó, không nứt bể. Đây, lửa đẹp nha. Cốt nhông tải bao đẹp. Vô lăng lửa đẹp khá luôn. Đầu lòng. Cùng này bán 4.3 nha. Bán bao zin không lay đồ. Máy bao anh em là qua lăng còn quậy được nha. Không chết, không đứng nha. Đó, còn cái chuyện về nổ im không im mình không bao. Mình bán như hình. Đó, bán dạng giá tính xác, mua sao bán vậy ha. Cục này anh bán 4.3 nha anh em. Máy 110 không ống hơi, zin lớn bơm nhất rồi. Mấy máy này giờ anh em đi cày bờ rất là ok, rất là bền nha. Cần alo mình